vị các bạn đã đến với Tech Talk Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Coi như xong, Chicharito chia tay Sevilla. Theo tờ AS, Javier Hernandez đã đạt được mọi thỏa thuận gia nhập LA Galaxy. Tờ AS xác nhận rằng Sevilla đã đồng ý để Javier Hernandez chuyển đến đầu quân cho LA Galaxy. Về phía mình, cho suốt người Mexico cũng đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với đội bóng Mỹ. LA Galaxy chưa tiết lộ mức lương của Javier Hernandez. Tuy nhiên, theo AS, cựu tiền đạo MU sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải nhà người Mỹ. LA Galaxy chiêu mộ Javier Hernandez để thay thế Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ vừa chia tay đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do. Được biết, Chicharito sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử LA Galaxy. Chicharito sẽ chính thức thi đấu cho LA Galaxy từ mùa 2020 và là một trong tên tuổi lớn bóng đá thế giới gia nhập làng bóng đá Mỹ. Trước kỳ tuyển đạo MU và Real Madrid này, những tên tuổi lớn bóng đá thế giới từng chuyển đến Mỹ thi đấu là Beckham, Ibrahimovic và David Villa. Chicharito gia nhập Sevilla vào hè 2019 từ West Ham nhưng không thể chứng tỏ tài năng ở đội bóng thành Sevilla. Từ đầu mùa, tiền đạo người Mexico chỉ đá 9 trận và ghi 1 bàn tại La Liga. Tính trên một đấu trường, Chicharito đá tổng cộng 17 trận và ghi 4 bàn. Mourinho công khai đòi tiền đạo mới. HLV Jose Mourinho đã công khai yêu cầu Tottenham mua tiền đạo sau khi Harry Kane dính chấn thương nặng. Trên số chủ lực của Tottenham, Harry Kane đã dính chấn thương gân kheo nặng trong trận thua Southampton 0-1. Tiền đạo này đã phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 4, thậm chí đến hết mùa giải. Hiện tại Tottenham không có tiền đạo nào dự phòng cho Kane. Trong trận đấu gần nhất, huấn luyện viên Mourinho đã phải thử nghiệm Son Heung-min, Dele Alli và Lucas Moura ở vị trí tiền đạo trung tâm. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha không ngần ngại yêu cầu Tottenham chiêu mộ thêm tiền đạo mới. Khi được phóng viên hỏi về chuyện này, ông đáp: "Chúng tôi cần một tiền đạo mới, đúng vậy nếu có thể. Tất nhiên người mới đến phải mang đến hiệu ứng tích cực. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc như Son, Lucas, Namela, Lo Celso, Dele Alli, nhưng chúng tôi vẫn thiếu một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Vì vậy, nếu có thể chúng tôi sẽ mua thêm một tiền đạo mới. Chúng tôi đang làm mọi thứ nhưng chuyện này sẽ không dễ dàng." Bên cạnh đó, Mourinho xác nhận tân binh của Tottenham, Gerson Fernandes, sẽ ra mắt trong trận đấu với Watford tối nay. Ông nói, mọi người có thể chờ đợi Gerson Fernandes xuất hiện. Tôi không dám chắc cậu ấy đá chính hay không, nhưng cậu ấy sẽ tham gia trận đấu. Bạn chỉ cần mua cầu thủ mới vào tháng 1 vì bạn cần họ, vì bạn mất các cầu thủ khác trong thời gian dài. Chúng tôi thực sự cần sự đóng góp của Gerson Fernandes. Cậu ấy còn rất trẻ và lần đầu xuất ngoại, nhưng cậu ấy cũng có kinh nghiệm chơi cho một câu lạc bộ lớn, chơi các trận đấu lớn. Quan trọng hơn, cậu ấy rất đa năng và đó là điều chúng tôi cần. Bale tiếp tục bị Zidane gạch tên khỏi danh sách Real không lý do. Tiền đạo Gareth Bale sẽ không ra sân trước Sevilla tại La Liga vào đêm nay, ngày 18 tháng 1, sau khi bị huấn luyện viên Zinedine Zidane gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu cho Los Blancos. Đây là một điều lạ lùng bởi Bale đã hoàn toàn khỏe mạnh sau đợt ốm khiến anh không thể tham dự siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra tại Saudi Arabia vừa qua. Vậy lý do sâu xa cho việc Bale tiếp tục bị loại khỏi danh sách thi đấu là gì? Báo chí Tây Ban Nha nhận định nguyên nhân nằm ở việc huấn luyện viên Zidane đã cảm thấy mệt mỏi và phiền toái với các vấn đề về thể lực liên tục của Bale hết chấn thương rồi ốm. Tình cảnh của Bale tại Real lúc này thực sự mịt mờ. Anh không có một quan hệ tốt với Zidane và mọi thứ đang đi quá xa. Sau một mùa hè 2019 đầy bất ổn về tương lai, Bale được huyền thoại người Pháp cho trở lại đội hình chính, đã lại niềm tin bằng vài màn trình diễn ấn tượng rồi đâu lại vào đấy. Việc Bale không nắm bắt được cơ hội khiến Zidane bực tức. Đỉnh điểm là chuyện ông loại ngôi sao người xứ Wales khỏi trận gặp Blackpool ở vòng bảng Champions League mà không có lý do rõ ràng. Sau đó Bale bắt đầu ngồi ngoài thêm vài trận nữa của Real vì chấn thương. Song bằng cách nào vẫn cùng với đội tuyển xứ Wales chinh chiến ở vòng loại Euro 2020 hồi tháng 10 và 11 năm ngoái. Tính tới thời điểm này của mùa 2019-2020, Bale mới ra sân tổng cộng 937 phút cho Real trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Anh chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đại chiến với Sevilla vào đêm nay, ngày 18 tháng 1. Và đây chắc chắn sẽ là một bước tiến nữa đẩy Bale rời khỏi Bernabeu. Cựu sao Barca đắt khách sau khi bị Dortmund hắt hủi. Tương lai của Paco Alcácer ở Dortmund ngày càng trở nên mờ mịt khi huấn luyện viên Lucien Favre quyết định loại anh ở trận gặp Augsburg vào lúc 21:30 tối nay ngày 18 tháng 1. Trước khi Paco Alcácer mất dần chỗ đứng ở sân Signal Iduna Park, anh đã ghi được 26 bàn và có 4 đường kiến tạo sau 47 trận cho Dortmund. Nhưng gần đây Alcácer lại không được sử dụng nhiều. Tính tổng cộng, anh chỉ đá có 10 phút trong 6 trận đấu gần nhất và đều vào sân từ băng ghế dự bị. Sự xuất hiện của Erling Braut Haaland, tân binh vừa đến Dortmund từ RB Salzburg với mức giá 20 triệu euro trong tháng 1/2020, càng làm cho tương lai của Alcácer mù mịt hơn. Thậm chí báo Đức còn khẳng định Haaland sẽ dẫn dắt hàng công Dortmund trong trận ra mắt câu lạc bộ mới khi làm khách cho Augsburg vào tối nay ngày 18 tháng 1. Nhưng nói về vấn đề này, huấn luyện viên Lucien Favre của Dortmund trả lời úp mở:
Điều đó là có thể nhưng tôi không thể khẳng định. Với những gì đang phải nhận ở Dortmund, Assessor cũng tính nước ra đi. Cầu thủ này cân nhắc trở lại La Liga thi đấu khi nhận được sự quan tâm đầu tiên đến từ Atletico Madrid. Tuy vậy, Atletico dường như có vẻ khoái Edinson Cavani của PSG hơn. Nhiều đánh giá cho rằng điểm đến phù hợp nhất của chân sút người Tây Ban Nha sẽ là Valencia. Tuy nhiên, Valencia sẽ phải bán đi Kevin Gamero và Ruben Sorino để vụ chuyển nhượng này diễn ra suôn sẻ. Một câu lạc bộ khác ở Tây Ban Nha cũng muốn có Assessor là Villarreal. Tàu ngầm vàng cần Assessor để thay thế cho các Toko Ekabi, cầu thủ đang được Lyon săn đuổi, và Villarreal cũng muốn bán anh nếu nhận được mức giá hợp lý. Ngoài ba đội kể trên, Barcelona được cho là có ý định mang Assessor về lại Nou Camp. Lúc này, tân huấn luyện viên Quique Setién sẽ không có sự phụ của Luis Suarez vì chấn thương dài hạn. Do vậy, họ cần thêm một sự bổ sung cho hàng công ở giai đoạn 2 của mùa giải 2019-2020. Thỏa thuận hoàn tất, May tức nổ bom tấn ít giờ tới. Manchester United gần như sắp công bố thương vụ đáng chờ đợi nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. May tức chuẩn bị có sự xáo trộn lực lượng không nhỏ trong thời gian tới. Mới nhất, Ashley Young đã chính thức khăn gói rời khỏi Old Trafford để chuyển tới khoác áo Inter Milan. Ở chiều ngược lại, May tức cũng cần sự bổ sung tân binh. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không ít lần khẳng định May tức sẽ mang về ít nhất một hoặc hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Ưu tiên hàng đầu của May tức chính là một tiền vệ chất lượng trong bối cảnh tuyến giữa trở nên khá mỏng. Chính vì lý do đó, May tức đã dành sự quan tâm đặc biệt tới Bruno Fernandes của Sporting Lisbon. Giới một điều cho hay, May tức đang xúc tiến đàm phán hợp đồng với Sporting Lisbon nhằm sớm có được chữ ký của Bruno Fernandes. Cá nhân Bruno Fernandes sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm mức lương 100.000 bảng một tuần, tương đương với 6 triệu euro một năm, và thỏa thuận giữa May tức và Sporting Lisbon sẽ chính thức được thông qua ít giờ tới. Cụ thể, chuyên gia chuyển nhượng khá uy tín Nicolò Skira xác nhận rằng thương vụ này đã ở rất gần, theo đó May tức đã chấp nhận trả 60 triệu euro, đính thêm tiền hoa hồng, bản hợp đồng sẽ hoàn tất trong ít giờ tới. Rạng sáng nay ngày 18 tháng 1, Fernandes đã ra sân trong thất bại 0-2 của Sporting Lisbon trước Benfica, và giới một điều nhận định đây có thể là trận đấu cuối cùng của Fernandes cho Sporting trước khi đáp chuyến bay sang Anh hoàn tất thủ tục gia nhập Man United. Có mặt trên khán đài, nhà báo Gary Cotteri của Sky Sports cũng xác nhận Fernandes đã có những động thái chào tạm biệt câu lạc bộ chủ quản và khán giả nhà, qua đó thương vụ chuyển tới khoác áo Man United gần như sắp thành hiện thực. Cụ thể, Fernandes đã cởi tấm băng đội trưởng và dừng nghỉ giữa hiệp. Sau khi trận đấu kết thúc, Fernandes cũng đứng trầm ngâm một mình khá lâu tại vòng tròn khu vực trung tâm. Theo Sky Sports, hành động của Fernandes chính là lời chia tay gửi tới Sporting Lisbon. Ferrari từ chối về Premier League để chơi bóng ở giải Trung Quốc. Tiền vệ từng khoác áo Man United đã từ chối lời mời của câu lạc bộ West Ham United và sẽ tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ Shandong Luneng. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, câu lạc bộ West Ham đang tìm một cầu thủ để củng cố tuyến giữa. Huấn luyện viên của West Ham là David Moyes muốn đưa về cậu học trò cũ Mauro Ferrari, người từng cùng ông chinh chiến ở câu lạc bộ Everton. Tuy vậy, theo Sina, Ferrari đã từ chối lời mời trở lại Premier League của West Ham. Tiền vệ người Bỉ cũng cam kết tương lai với đội bóng Trung Quốc và chắc chắn không đi đâu hết ở kỳ chuyển nhượng này. Quyết định của Ferrari là điều dễ hiểu khi anh đang nhận mức lương khủng ở Trung Quốc, được cho là vào khoảng 360.000 bảng mỗi tuần và ngang với những ngôi sao hàng đầu thế giới. West Ham dĩ nhiên rất khó đáp ứng con số này cho Ferrari. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa thông qua điều luật mới về mức lương trần của các ngoại binh. Cụ thể, cầu thủ ngoại tới đây chơi bóng sẽ chỉ nhận được tối đa khoảng 50.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, luật chỉ áp dụng với các cầu thủ sẽ tới Trung Quốc, còn những cái tên đã ký hợp đồng từ trước sẽ không bị ảnh hưởng. Như vậy, Ferrari sẽ vẫn hưởng chọn mức lương khổng lồ của mình cho tới khi anh hết hạn hợp đồng với Shandong Luneng vào tháng 1/2022. Sau đó, nếu tiếp tục chơi bóng ở Trung Quốc, mức lương của anh sẽ bị giới hạn theo quy định của giải đấu. Cầu thủ người Bỉ từng là cái tên khá nổi khi còn thi đấu ở châu Âu. Anh được MU đưa về từ Everton và có giai đoạn là chó cưng của huấn luyện viên Jose Mourinho. Tuy nhiên, khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nắm đội thì Ferrari đã bị bán sang Trung Quốc. Cùng tuyển Bỉ, Ferrari đã đi tới trận bán kết World Cup 2018 và giành giải ba chung cuộc. Solskjaer lại sát muối vào nỗi đau 30 năm của Liverpool. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã hâm nóng trận đại chiến với Liverpool vào chủ nhật này theo kịch bản rất quen thuộc. Chủ nhật này ngày 19 tháng 1, sự chú ý sẽ đổ dồn về Anfield, nơi diễn ra trận siêu kinh điển đội Anh giữa Liverpool và Man United. Thời điểm hiện tại, vị thế của hai đội là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, tính hấp dẫn của màn chạm trán này vẫn còn nguyên, nhất là khi MU đang là đội duy nhất ở Premier League mùa giải năm nay, có thể khiến đoàn quân của Jurgen Klopp phải chia điểm. Trận đấu thì vẫn chưa diễn ra, nhưng các huấn luyện viên đã kịp thời hâm nóng đại chiến bằng những phát ngôn của mình.
Ở buổi họp báo trước trận, Klopp đã dùng từ lạ để nói về chiến thuật của Solskjaer, bởi ông cảm thấy khó tin khi một đội bóng chất lượng như MU lại chơi phòng ngự trước Liverpool. Thuyền trưởng của Quỷ Đỏ cũng chẳng hề kém cạnh, cũng giống như kịch bản ở trận lượt đi, Solskjaer tiếp tục xoáy vào quãng thời gian 30 năm giờ Klopp chưa thể đem chiếc cúp bạc nước Anh về phòng truyền thống. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để điều đó không vô địch nước Anh trong 30 năm không xảy ra. Liverpool chính là bài học dành cho chúng tôi, họ đã có một vài lần tiến rất gần đến chiếc vô địch. Chúng tôi không thể để MU trải qua quãng thời gian 24 năm mà không vô địch Premier League. Tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Sẽ mất thêm một chút thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ làm được. Harry Solskjaer phát biểu một cách tự tin. Còn nhớ trước trận lượt đi trên sân Old Trafford ở vòng 9, Solskjaer cũng nhắc đến vấn đề này. Nguyên nhân là bởi lần cuối cùng Liverpool vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh là năm 1990. Thời điểm giải đấu chưa có tên là Premier League. Trong khi đó United lại là đội bóng thành công nhất kỷ nguyên Premier League với tổng cộng 13 lần đoạt quang. Sau trận lượt đi bất phân thắng bại, Solskjaer đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng ở màn tái đấu sắp tới. Ông chia sẻ thêm, để giành chọn 3 điểm chúng tôi cần một màn trình diễn thực sự xuất sắc. Nhưng chúng tôi cũng đã từng đánh bại được Man City vào tháng trước, cũng như ngược dòng PSG ở Champions League. Chúng tôi cần thi đấu với đẳng cấp như vậy khi làm khách trên sân của đội bóng đang dẫn đầu giải đấu. Đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ chúng tôi được chạm trán một đối thủ hàng đầu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.